cho tôi tiền tôi cũng không thèm mua cái điện thoại này. Xin chào cả nhà, thì hôm nay Khang Luxury sẽ tiến hành đập hộp một chiếc điện thoại có nguồn gốc xuất xứ từ Dubai và được sản xuất bởi G-Ace, một thương hiệu rất nổi tiếng. Và Khang Luxury là một đơn vị được phân phối chính hãng dòng sản phẩm này. Và sản phẩm có chứng chỉ đàng hoàng nha mọi người. Chiếc điện thoại này sẽ có một cái thẻ giống như là thẻ căn cước công dân, cực kỳ sang xịn mịn nha mọi người. Em biết là khi em đăng video này lên sẽ có người thích và có người không thích, và sẽ có một số ý kiến như sau. Cho tôi tiền tôi cũng không thèm mua cái điện thoại này. Thật sự thì mỗi người một sở thích mọi người ạ. Phiên bản này hãng sản xuất chỉ bán riêng ở thị trường Việt Nam thôi, giới hạn 79 chiếc trên toàn thế giới. Đây là phiên bản kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Toàn bộ những chi tiết bằng vàng mà mọi người đang thấy đều được mạ vàng sáng bóng. Từ khi phiên bản này được ra mắt thì bên em cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm đến từ khách hàng. Như mọi người đang thấy thì bên khung sườn có ghi ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến năm 2024, tức là kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Và đây là tất cả những phụ kiện đi kèm theo chiếc điện thoại này. Mỗi một sản phẩm thì hãng đều tặng kèm cho khách hàng một bao da cao cấp đến từ Pháp. Mọi người để điện thoại ở trong bao da này thì sẽ bảo quản được điện thoại tốt hơn. Và đây là bộ sạc, dây sạc zin của iPhone.